cho mọi người. Thì hôm nay mình sẽ nói giới thiệu về cái cây đại liên thanh treo này. To đúng không ạ? Một chậu bự luôn. Đấy. Bây giờ ở showroom cây đời của mình có sẵn hàng nha mọi người. Thì cây vạn niên thanh chậu treo này, tên gọi khác là cây môn trường sinh hoặc là cây trầu bà. Và cây này á, thì có thuộc họ rấy. Nhưng mà cây này xuất phát từ Colombia và Brazil, phân bố ở Đông Nam Á, rất nhiều ở Trung Quốc và Việt Nam trồng khá là nhiều cây này. Thì đặc điểm chung của cây thì đây, về đặc điểm chung của cây thì cây này cây thân thảo và lá mộc tỏ từ thân này, từ dây treo như thế này, lá mộc từ thân như thế này xuống, mặc lá xanh lục, mặc lá xanh lục, mặc dưới là xanh nhạt, rõ không ạ? Mặc lá trên là xanh lục và mặc dưới này là xanh nhạt đó. Thì cái cây này thì mang sức sống mãnh liệt và được sử dụng rộng rãi, được sử dụng rộng rãi đó, làm cây cảnh và có thể để trưng bày trong nhà. Và với mong muốn của cuộc sống lâu dài và hạnh phúc thì cái cây này có thể treo ở trên trong ban công nhà, cửa sổ, hay là mình có thể để bài vườn lại như này cũng được. Thì ý nghĩa phong thủy vạn niên thanh này là một loài cây mà sức sống mãnh liệt và được và sử dụng rộng rãi để làm cây cảnh và để trưng bày trong nhà. Bên cạnh đó thì làm quà tặng đi với ngụ ý là các tường sung túc và tốt đẹp, và trong cuộc sống hôn nhân thì có lời chúc ý như chúc thọ ý nghĩa sống lâu dài đó. Vậy về ý nghĩa môi trường thì giống như các loài cây thực vật khác thì cây vạn niên thanh này cũng giúp cho thanh lọc không khí, và bên cạnh đó thì còn có thể hút bụi này, làm giảm lượng độc tố hữu cơ vào trong không khí và thân thiện với môi trường. Đó. Mọi người nhìn kỹ, quan sát kỹ đây này. Cây này là cây vạn niên thanh, cây ngọn thác trầu bà. Công dụng của cây thường dùng để trang trí nhà cửa này, và được trồng nhiều nơi, ở các cửa hàng, đại sảnh, khách sạn, văn phòng, quán cà phê, trang trí nhà cửa đó. Cây này thì có rất là nhiều tác dụng với các đối tượng khác nhau, thì làm đẹp ở trong không khí này, không không gian kiến trúc, tạo cho không khí trong lành và giảm lượng khí CO2, các chất đó, các chất độc, khí bụi, và tạo cảm giác cho mình an toàn, thoải mái khi mà mọi người ngắm nhìn thì nó xanh mướt mượt mượt luôn, thoải mái. Thì vị trí ứng dụng thì vị trí mà mình muốn để mình trang trí cái cây này thì mình có thể để ở ban công, hành lang, cửa sổ, chỗ nào có thể treo là mình treo hết đó, để thanh lọc không khí trong phòng ngủ, trong phòng khách, hay là nơi có không gian mở và nơi để mình nghỉ ngơi thư giãn. Thì mục đích của cây này thì đa phần thì tạo nên mang các điểm nhấn này độc đáo này, giúp cho không gian xanh gần với thiên nhiên đó. Và sử dụng để làm quà tặng này, là khi mà họp mặt thì mình
đừng mang đi làm quà ra mắt hay là khai trương kỷ niệm hay là chúc thọ nó, sử dụng như một vật để thanh lọc không khí, đem lại môi trường sống làm việc tốt cho mình. Chỉ cái giá của một cây như thế này bây giờ đang bán trên thị trường, cái cây này khoảng 30 đến 50 cm, ngang tầm 70-80 và có thể cao tầm 3 đến 40 cm nhé. Thì giá bán ở trên thị trường bây giờ thì cây này khoảng 80 đến 250, là tùy vào cây to cây nhỏ, kích thước của nó. Còn cái cây mà mình đang cầm ở showroom cây đời của mình thì cái cây này bây giờ giá khoảng 120.000 cho cái chậu to đồ như thế này, giá rất là hợp lý. Thì mọi người mà có nhu cầu thì có thể liên hệ bên showroom cây đời, showroom 39 cây đời, địa chỉ là 39 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội. 39 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Với số điện thoại là 0855 299 198. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là Facebook, qua Zalo cho mình. Được. Xin chào.